Thưa quý vị, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiết giảm chi phí, cắt các loại phí để hạ tiếp lãi suất, nhất là lãi suất cho vay. Thông điệp này được Thủ tướng nêu tại hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm hôm 15 tháng 7 vừa qua. Ngay sau đây xin được mời quý vị cùng theo dõi tiêu điểm năng động và thích ứng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới tính đến hết tháng 6 đã giảm khoảng 1% mỗi năm so với cuối năm ngoái. Các ngân hàng cũng có các gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay với mức giảm khoảng 0,5 đến 3% một năm tùy đối tượng khách hàng đối với các khoản vay mới. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất theo nhận xét của Thủ tướng hiện vẫn còn cao, nên yêu cầu ngành ngân hàng có các giải pháp quyết liệt như tiết giảm chi phí, cắt giảm các loại phí để hạ lãi suất, nhất là lãi suất cho vay. Về mặt suy thoái kinh tế, thì cả một năm nay, đúng là doanh nghiệp Việt Nam, cả tất cả các ngành nghề đều đang rất là khó khăn. Vì nó giảm, vì doanh số và tất cả các ngành nghề đều đang giảm ít nhất phải 3-40%, và nó ảnh hưởng rất lớn tới như hiện nay, doanh số đều giảm, sức mua đều giảm rất là nhiều, lãi suất về ngân hàng, rồi để đi vay được ngân hàng, nó đó là một cái mà cái áp lực rất lớn cho một doanh nghiệp. Mà nếu mà chính phủ có được một cái chính sách mà giảm được lãi suất, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thì đó là một cái động lực rất lớn cho doanh nghiệp vượt qua trong cái thời gian này. Tại hội nghị, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến hết quý 2, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới đạt trên 12,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,7% so với cuối năm 2022, mức tăng thấp nhất nhiều năm qua. Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng thấp và nhiều doanh nghiệp khó vay vốn, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng ra soát các tiêu chí cho vay để điều chỉnh phù hợp, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các ngân hàng cũng được yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất và 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Tôi đang cảm nhận là cái vấn đề suy thoái kinh tế hiện nay diễn ra ngày càng trầm trọng. Điều đó nó mang đến là ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, là đơn hàng ngày càng ít. Việc thanh toán, quyết toán công trình thì chậm. Tôi thấy là chính phủ cũng có đề xuất với ngân hàng là bằng cách nào đó để giảm cái lãi suất cho tất cả các cái doanh nghiệp. Thì tôi đọc được tin thì tôi rất là phấn khởi, và tôi mong rằng cái điều này được diễn ra sớm hơn, sớm nhất có thể, để các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi là được tiếp cận với cái nguồn vốn vay nhanh nhất, mức lãi suất thấp, để chúng tôi khôi phục và những cái công việc nó đang trì trệ, nó đang diễn ra hàng ngày. Việc chính phủ đưa ra chủ trương chuyển chính sách tiền tệ từ chặt chẽ sang chắc chắn và tiếp tục chuyển sang linh hoạt, nới lỏng hơn từ tháng 6 năm 2023, theo Thủ tướng là cần thiết để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đứng ở góc độ doanh nghiệp thì tôi cho rằng chính phủ cần có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đồng thời là phải mở rộng cái điều kiện cho vay đối với cái doanh nghiệp để làm sao là tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì ngoài ra thì các hoạt động chính sách về liên quan đến vĩ mô, liên quan đến lãi suất cơ bản, như là lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại, thì cần phải có ưu đãi hơn nữa để giúp và thúc đẩy cái doanh nghiệp vượt khó qua những giai đoạn khó khăn này, để ổn định sản xuất kinh doanh, như là tạo đà cho những năm tiếp theo. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý chính sách tiền tệ linh hoạt, nới lỏng hơn cần có trọng tâm, trọng điểm và có kiểm soát. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng đánh giá tiến độ xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn chậm. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu ngành ngân hàng tập trung, khẩn trương xử lý, cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm thanh khoản hệ thống và khẩn trương cho công ty quản lý tài sản tiếp tục xử lý nợ kịp thời, hiệu quả.